Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật. Nội dung như sau. Hôm chủ nhật tuần trước, em được ba mẹ dẫn đi xem một buổi biểu diễn nghệ thuật ở nhà văn hóa. Sân khấu được trang trí rất đẹp với nhiều đèn màu và hoa. Đầu tiên là tiết mục múa lân sư rồng. Những chú lân nhảy múa theo nhịp trống rất vui nhộn. Mọi người vỗ tay, cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Sau đó, các cô chú trong đội văn nghệ lần lượt lên hát. Giọng hát của họ rất hay, làm em chăm chú lắng nghe. Em ấn tượng nhất là tiết mục múa quạt. Các chị mặc áo dài, tay cầm quạt, múa rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cuối cùng, có màn bắn pháo hoa, làm cả sân khấu rực rỡ. Em cảm thấy buổi biểu diễn rất vui và thú vị, để lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh cách viết đoạn văn kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.